Không quản chắc không có đâu. Ông Thắng cũng rất máu rượu sách cơ. Ông Thắng phải lên nhà mày, hai ông ngồi với nhau. Vào ông ấy. Cái hồi ông cưới mình lên mình thấy ông Bằng ấy này. Từ một lúc mình ông Nho đi sau mình nữa. Thắt nhập vào, hôm đấy kêu về sắp mấy ông phải lát chớt. Từ ta hỏi cho chìa khóa ông Bằng đến, ta kèm mất đâu. Để. Tao không kèm, để cho ông đi bộ. Lên nhà Quang ấy. Hôm chiều tối tao ra Kim. Mà tao phải, trời nó lạnh như lồn ma, áo tao không pha đâu, không phanh. Tao phải lịch ông ấy lên xe, tao kèm ông về. Kèm về tận nhà. À, tao dòng xe, lịch ông ấy từ chỗ lại nhà về. Rồi dương dương ông cháu. Lịch ông ấy. Rồi tao kèm ông ấy về rồi mà. Không. Cái xe tao gửi ra nhà Quang, tao lên trên chợ tao mua. Mấy cái lạnh nhẳng cái này kèm ông. Ông ấy nhặt đâu ít gạch hoa người ta dỡ lèn về. Ông ấy lát ra sân nhìn buồn cười lắm. Bằng ừ. Ông ấy xuống lát chở. Lên xì rời ấy, tao bật điện thoại lên. À tao bật điện xe máy, tao tìm cái khóa nhà cho ông ấy. Không thấy. Chứ ông cứ một thấy, cứ ba vòng, cậu ngủ về được rồi. Ôi, cậu không sao, tỉnh thật chứ.